Chuyến tàu đầu tiên chở 3 container chuyên dụng với 56 tấn vải thiều tươi lục ngạn đã chính thức xuất hành từ ga liên vận quốc tế kép tỉnh Bắc Giang, xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Theo ông Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, người sản xuất và các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu vải thiều, mong muốn được mang đặc sản này đến mọi miền tổ quốc và xuất khẩu đến thị trường các nước thuận tiện, nhanh chóng, chi phí vận chuyển hợp lý. Trong đó, thị trường Trung Quốc là thị trường truyền thống, chiếm 45% tỷ lệ xuất khẩu quả vải. Khi ga liên vận quốc tế kép hoạt động, người dân, doanh nghiệp trồng và tham gia phân phối vải thiều sẽ có hình thức vận chuyển thuận lợi, nhanh chóng và hiệu quả. Ông Phan Thế Tuấn đề nghị, Tri Cục Hải quan Quản lý các khu vực công nghiệp tỉnh Bắc Giang, Tri Cục Kiểm dịch Thực vật vùng 7 hỗ trợ tạo điều kiện, hướng dẫn các quy trình, thủ tục cho doanh nghiệp xuất khẩu vải thiều, đảm bảo tuân thủ các quy định về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu, đảm bảo thông quan với thời gian sớm nhất. Đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang đã tiêu thụ được 27.500 tấn vải. Tình hình giá cả khá ổn định, nhất là vải thiều loại 1 có mã số vùng trồng để xuất khẩu đi các nước như Nhật Bản, Mỹ và các thị trường cao cấp có giá ổn định và cao hơn so với những năm trước. Trong những năm trước đây, vải thiều trên địa bàn huyện Lục Ngạn đều được vận chuyển đi tiêu thụ ở trong nước cũng như xuất khẩu sang thị trường chủ lực Trung Quốc bằng đường bộ. Việc vận chuyển này có lúc đã ảnh hưởng tới hoạt động tiêu thụ vải thiều, đặc biệt là ở những thời điểm ùn tắc ở khu vực biên giới tại các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai. Ngoài ra, năm nay có thêm phương thức vận chuyển mới bằng đường sắt để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp kinh doanh nông sản Bắc Giang đưa sang thị trường Trung Quốc, đặc biệt là những thời điểm trên các cửa khẩu đường bộ ách tắc thì phương tiện vận chuyển đường sắt là một giải pháp để hỗ trợ bà con trong công tác xuất khẩu.